chừng nào mà mấy bạn có đẳng cấp như tôi là mà có nhà mà không thích ở nhà mà thích đi thuê nhà thì lúc đó nói chuyện. Nhiều người cũng hỏi trời sao có nhà không ở mà lại đi thuê nhà ở, thích sở thích thôi, thích vậy đó, đam mê ở nhà thuê. Còn xây cái nhà làm cho đẹp cho ngon lành đã đời vậy đó, không ở, ở chán ở chê xong muốn đi đam mê ở nhà thuê, ở chán chê ta nói đầu tư vô lộng lẫy, không biết cái bệnh gì á. Không biết cái bệnh gì hả? Bệnh gì ta? Chắc là bệnh lâu năm mà giấu quá. À không, ở đây là Ly thấy là fan của nam em bắt mạch cho nam em bệnh này nè quý vị. Người ta bị thiếu kali kéo theo huyết áp thấp, bị trầm cảm, đến giờ ăn uống chưa kịp ăn uống là bị mệt. Chà, xem ra fan của nam em ha, giỏi còn hơn bác sĩ nữa, bắt mạch online cho cổ được hết trớn à. Cũng nói gì cái tình, cổ nói cái tình. Quý vị có thấy bệnh án của cổ chưa? Có rất là nhiều người, người ta cũng bị trầm cảm, người ta cũng bị ăn uống cũng mệt mỏi, nhưng ai có cái nết giống như là nam em không? Ly xin mến chào tất cả cô chú anh chị các bạn các em, rất vui được gặp lại quý vị trong buổi trò chuyện bình luận trên kênh Ly Tala TV. Thì quý vị vừa qua thì thông tin là nam em đã ẩn đi tài khoản fanpage Facebook cũng như là tài khoản TikTok của mình. Trước cái động thái này coi như là có giận lẫy hay không trước thông tin là được bị kiến nghị đóng hai tài khoản mạng xã hội đó của cô ấy đã nhanh tay lẹ chân ẩn trước rồi thưa quý vị. Nhưng mà fan của cô nam em đừng có lo, tại vì chờ em im mấy bữa nữa chị của mấy người cũng sẽ mở lại cho mà coi, thường cái bài nó là như vậy thôi, làm màu và làm trò cho tới phút cuối luôn. Thiệt à, cũng nể cô này thiệt. Quý vị nghe cái đoạn video vừa rồi thì quý vị thấy đẳng cấp của cô nam em dữ dội với quý vị. Quý vị không có đẳng cấp là không có nói chuyện với cổ được đâu đó nghe. Bởi vậy ta nói trời ơi, fan của cổ cứ lo cổ bệnh này bệnh kia bệnh nọ, người ta là người có đẳng cấp hẳn thôi mà nói người ta bệnh trầm cảm, người ta bệnh thiếu hụt này kia, không ăn uống ai ép ai bắt, không ăn không uống ai bắt, lội vô chốn thị phi tạo ra drama, tự tạo drama, tự ập thị phi vô người mình, rồi xong rồi cái áp lực bỏ ăn bỏ uống là sao, trời làm trò như vậy mà mấy người còn bao biện được nữa, Ly thấy cũng tắt cười. Trời ơi, lay của nam em cũng hơi bị dữ rồi đó. Đẳng cấp của nam em là dắt mũi fan đi vòng vòng nhưng fan vẫn cam lòng, vậy mới hay phải không quý vị? Trời ơi, từ ngày gặp anh Tiểu Cường cái là thấy nam em đẳng cấp hẳn ra luôn á. Người đàng hoàng á thì yêu đâu có được đâu, nên là phải yêu cái gã đàn ông tứ chiến đẳng cấp quá trời quá đất. Cả hai lên mạng thi nhau phát biểu chửi thô tục như cái phường đá cá băng dưa vậy đó, đẳng cấp quá xá rồi chứ còn gì nữa. Cả cái showbiz đó là phải gọi thành bà cô nội luôn chứ không có ai mà qua nữ hoàng thị phi drama này hết trơn á. Rồi sao không ở nhà mình, sợ ở nhà mình bị đòi nợ chăng? Chứ sao xây nhà lên, có tiền xây nhà lên rồi không ở, đi ở nhà thuê đó. Một mặt thì lên than khổ, nhiều khi thèm tô bún riêu không có tiền, phải đợi anh Tiểu Cường nấu cơm nữa. Quý vị thấy nhiều chuyện nó vô lý không? Xin tiền cộng đồng mạng từ cái tô bún riêu á, hoặc là làm MV cũng lên xin hỗ trợ để làm MV đồ này nọ đồ. Nhưng mà người ta xây nhà to bự chưa chắc những người hỗ trợ, những người tặng hoa, tặng tiền cho nam em này hả, là có điều kiện kinh tế giống như cổ có nhà, giống như cổ nhà. Cổ nghe đâu cộng đồng mạng đồn hai ba cái gì đó, cái ở Biên Hòa với cái ở đâu, cái ở Bình Hưng Hòa gì đó mà chắc không phải đâu ha. Ra đường có hàng hiệu quần lão lực như cổ không? Người nghệ sĩ ra đường hả, trang điểm một cái mặt là bạc triệu á, triệu hai ba triệu một cái mặt trang điểm, kêu thợ tới trang điểm mắc tiền lắm quý vị ơi. Ai mới biết cổ có cái đẳng cấp đam mê ở nhà thuê nha. Bởi vì có làm cực khổ ở đâu, tiền mọi người góp cho thì phải ở vậy đó, thích ở đâu thì ở, có nhà không ở đi ở nhà thuê cho tốn tiền vậy đó, rồi hết tiền cái có fan cho. Nên hôm bữa đó cổ chửi fan này cũng đúng, cứ tại mấy fan đó tặng hoa tặng tiền cho cổ làm chi, nên là giờ cổ mới thành ra như vậy á. Tức là cổ thành ra một người ăn bám cộng đồng mạng á, nó ăn quen rồi đó, fan nuông chiều riết rồi quen rồi đó, cho nên là phải hả gây sự chú ý rồi làm rùm làm beng lên để mà fan thương, fan mũi lòng cái bị chửi.
thì làm rùm beng lên, làm trò, làm lố thì bị chửi, bị anti-fan chửi, rồi bị cộng đồng mạng người ta thấy quá trời, người ta chịu không nổi, người ta chửi. Thì bị chửi như vậy, cái được nước diễn trò áp lực, bệnh hoạn, xỉu lên, xỉu xuống, rồi lên, cái vậy, cái có người thường nó cứ một cái bài vậy mà làm hoài được hay dễ sợ. Thì cũng là đẳng cấp á. Đẳng cấp diễn như vậy thì cũng là một cái loại đẳng cấp á nha. À, thêm một cái nữa là đẳng cấp, thêm một cái nữa là bị nghệ sĩ đồng nghiệp xa lánh nè, rồi bị fan quay ra hàng loạt nè, rồi vừa nhận cái vinh dự được kiến nghị đóng hai tài khoản Facebook và TikTok nữa, thì đúng là quá đẳng cấp luôn rồi còn gì nữa. Chưa từng có một nghệ sĩ nào, dù cho người ta có cái group anti hàng trăm ngàn thành viên đi chăng nữa, dư luận xã hội cũng không ghét cay ác đắng như là ghét cái cô này, bởi vì cô này là thánh thị phi rồi. Thưa quý vị, cái lần mà nam em bị phạt vừa rồi là do cái hành vi leo ra ban công vào giữa đêm và livestream á quý vị. Một hành động nguy hiểm như vậy và có sức lan tỏa như là gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng. Thì cô nam em này suốt một quá trình cổ ồn ào cõi mạng thì cũng có nhiều cái phát ngôn và cái hành động lố mà những ai mà kiên nhẫn theo dõi thì sẽ thấy được cái mức độ rất là nặng của cô này, có nghĩa là mức độ ghiền tạo drama, chứ không phải là cái nặng là nặng về cái stress hay là cái căng thẳng tâm lý gì hết trơn, cần muốn giải tỏa. Cái người mà căng thẳng tâm lý muốn giải tỏa, người ta muốn tìm về chốn bình yên, người ta xa lánh cõi mạng, ta xa lánh thị phi, chứ không ai đâm đầu vô thị phi, tạo ra thị phi rồi cứ nói là mình bệnh này bệnh nọ. Vậy ai mà tin hả quý vị? Làm vậy chỉ cho người khác nghĩ là mình giả đò thôi. Một cái điều quan trọng Ly chia sẻ ngày hôm nay, thưa quý vị, hôm bữa Ly coi livestream của nam em có đoạn nói là chờ chừng nào cô Hằng về đi thì sẽ khai ra, bóc phốt ra cái danh tính của một cô nào đó trong showbiz ăn nằm gì đó với đạo diễn gì đó, mà trong khi đó người ta cũng chẳng có liên quan hay là người ta chẳng đả động gì tới nam em cả. Như là nam em chỉ muốn là kêu réo hay là tạo ra một cái câu chuyện kỳ bí, thu hút cái sự tò mò của cộng đồng mạng, rồi lợi dụng cái việc mà những người fan của cô Hằng là không có thích về phía nghệ sĩ, cho nên là bên phía nghệ sĩ người ta không ưa cô nam em rồi. Thế cho nên nam em rất là khôn khéo, biết tận dụng phía bên fan của cô Hằng để câu kéo tình thương thêm, thấy không quý vị? Nhưng mà trời đất ơi, Lý còn nghe nói là một trong một cái livestream khác, tao chờ cô Hằng ra giải thích giùm tao cái vụ nợ 4 tỷ chính nghĩa mãi đỉnh, tao về phe cô Hằng. Màn ơi, thôi bớt đi chị hai ơi, chị chua lè chua lét hà, cô Hằng nào mà ga binh được cho chị hả? Mượn danh cô Hằng để phốt này phốt nọ cho đá cái nư của mình, rồi tạo ra ma, tạo sự chú ý đó, chứ được cái gì? Mượn danh cô Hằng để quỵt nợ hay gì? Chứ thiệt chứ, nợ của mình thì mình đòi, chứ cô Hằng nào ra để giải thích giùm mình? Cái này là bà nam em coi thường cô Hằng, đánh giá thấp cô Hằng rồi. Nợ của mình mà đòi chờ cô Hằng ra giải thích giùm mình là sao? Không mấy nam em đi vô gặp cô Hằng trình bày cho lẹ đi. Chứ thấy từ ngày quen Tiểu Cường mà cái người mà địch bằng cái mỏ đó, cho nên là thấy nam em càng ngày càng nói nó xà lơ à, làm hỏng hết hình tượng vậy rồi làm sao mà làm nghề nghệ thuật văn hóa được, phí tài năng quá. Hơn 20.000 người bình luận ngắn gọn xúc tích thể hiện cái sự đồng tình vui mừng trước thông tin đóng hai tài khoản Facebook và TikTok của nam em, thì điều đó đã chứng minh được cộng đồng mạng này là quyết liệt tẩy chay cái cô nghệ sĩ bẩn này rồi. Fan cô Hằng tỉnh táo nha quý vị. Cho dù quý vị yêu mến cô Hằng và không thích phía nghệ sĩ bẩn đi chăng nữa, nghệ sĩ thì cũng có nghệ sĩ này, nghệ sĩ nọ, chuyện gì cũng vậy, chứ không phải là bao gồm hết tất cả. Quý vị nên thấy là cô nam em này cô bị quay xe nhiều quá, cho nên là cô quay qua cô tận dụng fan của cô Hằng đó. Bị vì cần cô biết rằng là bên phía fan của cô Hằng là dị ứng với hai từ showbiz đó, cho nên là cô đã tận dụng triệt để cái điều đó. Nếu quý vị không thích nghệ sĩ bẩn thì quý vị cũng nên thấy là cô này cũng chính là nghệ sĩ bẩn nha quý vị. Cô làm nghề chân chính cô không làm đâu, cô lo làm drama, tạo thị vi. Vậy cô nói cô bỏ showbiz, cô về làm CEO cho nó lành. Nhưng mà rốt cuộc thì cô nói như vậy nhưng cô không có làm như vậy nha quý vị. Một người mà lương lẹo nói lời nói bất nhất như vậy, lật như lật bánh tráng như vậy, thì fan cô Hằng có thấy là nghệ sĩ này là nghệ sĩ bẩn hay không? Cô ấy là một minh chứng thiết thực nhất cho cái việc mà một người nghệ sĩ làm xấu bộ mặt của showbiz Việt đó. Cô Hằng á, mà cô biết mức độ quậy của nam em là cô nói thẳng vô trong mặt luôn, ở đó mà binh gì mà binh. Mà quý vị tưởng tượng coi, với cái nét của cô nam em hả, cô Hằng mà nói thẳng vô trong mặt thế nào cũng dễ đành đạch ra, rồi xỉu tới xỉu lui, khóc lóc này kia nọ, xong rồi cái hả
Chắc là làm hả 180 cái like hả, chửi cô Hằng hả, chiến với cô Hằng hả, để tạo drama bùng bùng chéo chéo nữa. Nhưng mà thôi tha cho cô Hằng đi, đừng có lôi kéo vậy, trăm dâu cái đổ đầu tầm hả, những cái chuyện thị phi của nam em tạo ra, cái lôi kéo cô Hằng vào là lấy cái bà Nguyễn Phương Hằng ra làm lá chắn vậy đó. Đừng có đánh giá thấp cái tầm nhìn của cô Hằng ha. Cô Hằng mà chửi là chửi lại cô Hằng liền chứ gì. Bởi vì khán giả là những người yêu thương, cho tiền, tặng hoa, cho tiền ngập mặt như vậy mà cổ còn chửi khán giả, ta nói son sỏn nữa, huống gì ai, cổ có nể nang gì ai đâu quý vị. Cô Hằng VS Nam Em, một bên sổ đỏ với một bên sổ khám bệnh, quý vị chọn bên nào? Cô Nam Em này cổ hay lắm nha quý vị. Cô Nam Em này cổ hay lắm nha. Bây giờ mà quý vị, bây giờ mà kiến nghị đóng Facebook với lại TikTok của cổ. Nhưng mà quý vị ơi, trên mạng xã hội này nó còn nhiều mạng xã hội khác lắm. Như là Instagram nè, rồi Facebook thì có thể tạo Facebook giả, Facebook ảo. Rồi TikTok cũng vậy. Rồi giờ hình như là cổ chuyển qua cổ hoạt động mạnh trên Instagram và còn rất là nhiều cái ứng dụng khác nữa quý vị, nhiều ứng dụng lắm. Cho nên là cấm chỗ này thì cổ chạy qua chỗ kia chỗ nọ hà, cổ không có xa rời mạng xã hội được, cổ không có xa rời cái việc tạo ra thị phi drama gây cái sự chú ý cho cổ được đâu. Đó, cổ tỉnh lắm á chứ bệnh hoạn gì. Quý vị biết không, thắc cười nữa thì nè, bé Hường nào ở bên Mỹ có kênh TikTok nha quý vị, cũng nổi tiếng trên TikTok lắm, bên Mỹ làm nghề nail. Cái tự nhiên cái nam em kêu bé Hường đi về Đà Lạt làm nail với cổ đi, cổ tài trợ cho, cổ từ thiện cho bé Hường 1.000 đô mua vé máy bay về lên Đà Lạt làm nail chung với cổ. Màn đét ơi, bé Hường ở bển người ta làm nail rồi người ta làm TikTok nâng tháng mấy trăm triệu, mà tự nhiên cái nam em rảnh lắm đòi từ thiện cho bé Hường 1.000 đô mua vé máy bay bay về lên Đà Lạt vụ nail chung với nam em. Thiệt chứ, nam em có phải là muốn người ta về dũa cái nết của mình hay không? Quả chăng đi về dũa cái nết của mình lại dùm thì được. Để dũa cái nết của cô nam em này thì chắc là phải cầm tới cây xà beng dũa, chứ không phải là cái dũa thường, dũa cũng không nổi nữa, thiệt luôn á nha. Liên xin đọc cho quý vị nghe ý kiến của độc giả Phương Nhi gửi đến báo Việt Nam Net liên quan đến vấn đề nam em. Với nhan đề xấu hổ thay cho nam em và thương tính, những ngày qua lên mạng tôi thấy hiện ra bài viết và hình ảnh liên quan đến nam em mà hầu hết là thông tin tiêu cực. Từ lâu tôi đã vô cùng khó chịu vì cách hành xử sáng nắng chiều mưa của hoa khôi này, và thấy có vẻ như nam em rất thích gây chú ý bằng những câu chuyện giật gân mà người bình thường không làm. Cách đây vài tháng, nam em liên tục livestream trên tài khoản mạng xã hội có gần cả triệu người theo dõi của mình, và thu hút bởi những nội dung độc hại khi bóc phốt hàng loạt người nổi tiếng dưới dạng ẩn danh gây hoang mang dư luận. Tôi không hiểu vì sao người đẹp này công khai xúc phạm bôi nhọ người khác mà vẫn có thể nhẫn nhơ như vậy. Những người như thế này ở showbiz Hàn Quốc hay Trung Quốc có khi bị phong sát từ lâu rồi, chứ không thể ở đó làm trò hề mãi. Tôi đặt dấu hỏi về việc nam em có vấn đề về mặt tâm lý khi hành xử không bình thường như vậy, hay cô ta quá thông minh khi nghĩ ra những cách không giống ai để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đỉnh điểm là việc cách đây gần một tháng, khi đang livestream, nam em bất ngờ tiến đến ban công trèo ra ngoài và không quay vào nhà, khiến nhiều người xem hoang mang. Hành vi này của một người nổi tiếng rất khó hiểu và khó chấp nhận. Chưa kể, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến những người trẻ đang là đối tượng chính dùng mạng xã hội. Điều tôi lo ngại nhất chính là việc nam em không ý thức được những hành động tưởng như vô hại của mình có ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội. Dù liên tục bị cơ quan chức năng triệu tập và xử phạt, nhưng người đẹp này không coi đó là bài học mà tiếp tục có động thái coi thường dư luận. Chính vì vậy, tôi vô cùng tán đồng khi Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn đối với tài khoản Facebook và TikTok có tên Nam Em sau buổi làm việc ngày 9 tháng 4. Tôi hoan nghênh động thái kịp thời và quyết liệt của cơ quan chức năng đối với một người nổi tiếng nhưng có hành vi lệch lạc khó chấp nhận như Nam Em. Đọc thông tin Nam Em đã khóa tài khoản mạng xã hội ngày 14 tháng 4, tôi thở phào và nghĩ nhiều người đồng cảm. Cũng có thể người đẹp này đã ý thức được việc làm của mình, và cũng có thể Nam Em muốn tự xử trước khi cơ quan chức năng khóa tài khoản của mình vĩnh viễn. Thôi thì dù sao khán giả cũng được yên một thời gian mà không bị quấy rầy bởi những thông tin và hình ảnh vô bổ của cô hoa khôi này hàng ngày phát tán ra từ trang cá nhân tích xanh.
Nhưng nam em có trở lại mạng xã hội hay hoạt động nghệ thuật hay không thì tôi cũng đã tẩy chay vĩnh viễn nhân vật này trong showbiz. Tự thương tính diễn viên đã có tuổi cũng khiến tôi bức xúc không kém nam em gần đây. Hàng loạt hành động đáng xấu hổ của nam diễn viên từng vang bóng một thời này, thời gian qua khiến tôi đi từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Tôi từng yêu mến những vai diễn của Thương Tính hàng chục năm trước, nhưng sự thật thất vọng khi đọc hàng loạt thông tin tiêu cực liên quan đến đời tư của ông gần đây. Một diễn viên đã qua thời không những xuống dốc về ngoại hình mà còn lao dốc về cách hành xử khiến ai cũng ngao ngán. Tôi thật sự bức xúc thay chị Kim Chi hay anh Tô Hiếu bởi họ thương người, đưa tay ra giúp đỡ cưu mang Thương Tính trong cơn bỉ cực nhất, nhưng sau đó đều nhận lại trái đắng. Với người bình thường, ai giúp mình trong lúc hoạn nạn đều ghi nhớ và mang ơn suốt đời, tìm cách báo đáp không hết, nhưng Thương Tính thì khác. Cả cô Trịnh Kim Chi và anh Tô Hiếu đều bị Thương Tính nói xấu, tố ăn chặn tiền quyên góp, cát xê. Những phát ngôn trước sau bất chấp của Thương Tính khiến hai nghệ sĩ phải cay đắng tuyên bố cắt đứt rời xa mối quan hệ này. Nghệ sĩ này thật sự đã tự tay phá hủy chút danh tiếng cuối cùng còn sót lại của mình để đổi sự coi thường của người trong nghề lẫn công chúng. Trong mắt tôi bây giờ Thương Tính không còn là một diễn viên đáng tôn trọng. Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho nam em và Thương Tính về những gì họ đã làm và mong showbiz sẽ không xuất hiện thêm những chí phèo như vậy nữa cho công chúng được nhờ. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 4, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý 1 2024 trả lời báo chí về quan điểm của Bộ với trường hợp của nam em nghệ sĩ nhân dân Trần Lily, quyền cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn cho rằng Bộ đã ra quy tắc ứng xử với nghệ sĩ, nhưng hiện tại khái niệm thế nào là nghệ sĩ cũng rất khó và họ có thật sự là nghệ sĩ hay không. Bà Ly cho rằng nghệ sĩ nói chung ngoài việc thực hiện theo quy tắc ứng xử Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch ban hành còn phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Chúng tôi đã phân công cấp quản lý việc nghệ sĩ phát ngôn trên mạng xã hội đã có các sở thông tin và truyền thông tỉnh địa phương quản lý và xử lý. Trước thông tin này thì độc giả Hùng Ly nêu lên quan điểm muốn rõ thế nào là nghệ sĩ thì chính Bộ Văn hóa phải có trách nhiệm thông tin tuyên truyền đến công chúng để mọi người biết thế nào mới đúng là nghệ sĩ. Còn không, người ta vẫn cho rằng những người làm việc về nghệ thuật như ca sĩ, diễn viên hay sáng tác nghệ thuật chung là nghệ sĩ vậy thôi. Vậy bà còn muốn những yếu tố nào nữa mới đủ để được xưng danh là nghệ sĩ? Độc giả Thu thì nhận xét, sướng quá, đi show quảng cáo sự kiện, em là nghệ sĩ. Còn lâm xâm thì em là gì? Cũng không ai biết. Màn đế cơi xem ra thì nam em chắc tuyệt vọng lắm rồi, cho nên mới bú phèm ngân 98, mới lôi ngân 98 ra nói này nói kia nói nọ đó chứ. Thiệt sự, hết người rồi. Nam em coi như là lượn qua lượn lại cái showbiz đó, giờ là hết người đấy kéo ra được rồi. Cái kéo tới một người thì cũng từng rất là nhiều thị phi này nọ, rồi chắc là cũng muốn chửi lộn qua lại với ngân 98 để tạo drama cõi mạng. Nhưng mà tiếc rằng năng ngân 98 giờ người ta tỉnh lắm, người ta nói chuyện đàng hoàng lắm rồi, người ta khác xưa rồi, nên thành ra người ta không chấp gì tới những cái xàm xí mứng của nam em cả. Nếu nam em mà có đẳng cấp thật sự thì đừng để xuống cấp, đừng để cho công chúng thấy một hình ảnh người nghệ sĩ đang làm trò hề, đang làm trò lố. Thiệt nha, đi thấy cổ lấy cái bệnh trầm cảm ra cổ làm cái phương tiện để cổ kiếm sống mưu sinh luôn á trời. Đi thấy nam em ra nông nổi này, một phần cũng do tính cách và một phần cũng là do sáp vô với anh Tiểu Cường. Tiểu Cường cam kết là sẽ đưa nam em qua hết cái hào quang này tới cái hào quang khác. Rồi giờ hào quang dữ chưa? Hào quang gì mà giờ ra hàng wow luôn rồi kìa. Hàng wow quý vị ngoài bờ mương á. Thì cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi với Ly đến giờ phút này. Nếu có bất cứ ý kiến gì xin quý vị đừng ngần ngại để lại bên dưới cho Ly tham khảo nha. Mến chúc cho quý vị luôn luôn vui khỏe và sự bình an. Ly xin mến chào và hẹn gặp lại.